Vậy thì tôi cũng phải nói để các anh biết. Rồi. Giữa tôi Vài thì super không cat. Vài no chicken to free. On the floor, you can see the chicken. Can sell free. Just for you, 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 just ông tí chồng chị giờ khất lần mãi mà tôi sốt ruột rồi phải lên đây tìm chị đấy. Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan. Tôi không cần biết, có lượng thì phải trả, chồng không trả được thì vợ không phải trả, thế thôi. Đừng dọa, xin. Tôi có nợ các người đâu mà tôi sợ. Nếu muốn dọa thì đi tìm ông Tín mà dọa. Đừng thách thức bọn này, mất tiền của bọn tôi không dễ đâu. Tôi nói cho chị biết, đã từng làm ăn với nhau nhưng không sòng phẳng ấy. Nào là xin cơ. Đừng trách bọn tôi. Cậu sẽ đu nơi cái gì đâu. Gì hả? 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 Vợ không trả được thì con trả. Nghe không có trách nhiệm. Có biết thế nào là bảo đi không? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của bọn này. Vợ chồng chị không trả, bọn tôi sẽ thuê người xử lý. Lúc đấy tôi không đảm bảo sự an toàn cho cô con gái xinh đẹp cho các người đâu. Cùng bắn là tao chết chứ gì. Tao sẽ chết cùng chúng mày. Cũng ghê gớm đấy. Nhưng mà chị để dành sức lực làm việc với bọn đầu không? Được rồi. We can see and away. Don't worry. Wait a second.